Alo, lại là mình đây, Nguyễn Quốc TV, hân hạnh gặp lại anh em. Hôm nay mình đang có mặt ở Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Ngày đầu xuân năm mới Tết Tây Dương lịch ngày 1 tháng 1 năm 2023. Đó thì một lần nữa Nguyễn Quốc xin cảm ơn em Trương Văn Hiếu đã mạnh dạn đánh thư mời cho Nguyễn Quốc đi ra tham dự cái đấu trường 68 20 xe máy, một đấu trường tầm trung tại tỉnh Quảng Nam. Thì không biết nói gì hơn nữa ha, anh em tiếp đãi ở Quảng Nam tiếp đãi quá chu đáo, quá là nhiệt tình. Nguyễn Quốc TV xin cảm ơn tất cả những anh em rất là nhiều, tiếp đãi mà kêu bằng không có được về luôn á. Thôi thì lời đầu xuân năm mới ha, kính chúc anh em thành công, thành công trong cuộc sống năm 2023. Chim cò lúc nào cũng căng cứng, và chúc anh em hội thi ngày hôm nay đạt thành tích cao cao nhất luôn. Mà anh em theo dõi nha. Và một niềm vui sướng không thể tả. Đây, những chiến binh cuối cùng, 10 chiến binh cuối cùng còn lại đã đến hồi Trâm Long. Một lần nữa xin chúc mừng, mọi ngày Tết chúc mừng lấy lộc đầu năm. Rất là căng thẳng mà chim rất là đều, rất là mạnh. Cho nên những chiến binh còn lại trên sào như thế này là những chiến binh thật sự quá đẳng cấp. Đây, 10 anh em. Vâng, Nguyễn Quốc TV không còn lời nào để diễn tả niềm vui sướng của anh em nữa. Vâng, và những anh em này, những chiến binh thực thụ và những thủ tục cuối cùng, mình nhận thấy nè anh em nghệ nhân tên tuổi không, anh em thấy không, thấy trên màn hình không, anh em có thể điểm danh những anh em tên tuổi trong làng giải trí, trong làng chơi chào màu đấu hót đỉnh cao. Mười chiến binh cuối cùng tại đấu trường 68 trường chim câu lạc bộ anh em do em Trương Văn Hiếu tổ chức. Trước mặt anh em là Nguyễn Bá Sơn Lâm, một người dân đến từ miền Bắc Việt Nam, đến từ Hà Nội. Đây, anh chào màu vịt mặc áo trắng, đây là anh Hùng, anh Hùng đây, anh Hùng Rambo, anh Vinh Lê phía bên đây của bộ ba phép và đã bắt đầu. Ba tiếng đồng hồ đấy em, 3 tiếng đồng hồ rồi, vẫn còn rất là mạnh. Những chiến binh trên sào của chúng ta hiện tại bây giờ vẫn còn rất là mạnh. Vâng, đã phát hiện ra những chiến binh đã chậm nhịp và rất là nhạy cảm nha anh em. Dòng này là dòng tranh chấp mà, dòng tranh chấp huy chương, cho nên rất là nhạy cảm. Những chiến binh nào mà rơi vào lỗi là hạ, không còn như những dòng hoài nữa. Cái đó là tiêu chí chấm thi mà anh em mình ai cũng biết. Và 10 chiến binh trên sào. Tầm
trọng tài đã có những tiếng nhắc nhở đầu tiên là những chiến binh chậm nhịp, nhưng mà sẽ quay lại thôi. Con chim nào cũng vậy anh em ơi, chim trồng màu mà sẽ có những khoảng khắc chậm nhịp đó, vừa vào cái khoảng chậm. Và theo dấu chiến binh 052, đầu clip mình đã giới thiệu với anh em ha, chiến binh 052 vẫn vào tới vòng 10 con luôn. Đúng rồi, theo như dự đoán tất cả anh em chậm nhịp. Vâng, và đã xin chúc mừng hai chiến binh đầu tiên của giải khuyến khích. Vâng, đã hết giờ, anh em có nhận thấy những chiến binh nào chậm nhịp trên sàn hay không? Nói chung mà mình thì mình thấy hết á anh em ơi, nhưng mà cái vấn đề này thì để anh em nghệ dân mình không có được can thiệp vào chuyện chuyên môn của bên ban trọng tài. Tiếp theo, trên sào còn 6 chiến binh và bầu chọn top 4 để loại 2 chiến binh nữa. Vâng, mời anh em theo dõi những vòng căng thẳng.
trọng tài chấm từ 3 đến 5 phút, nhưng mà trên 2 phút nếu mà có chiến binh nào rơi vào lỗi thì có thể chốt hạ. Anh em lưu ý vấn đề đó ha. Còn nếu như những không có chiến binh nào mắc lỗi xảy ra hay là chậm nhịp thì trận đấu vẫn kéo dài đúng theo thời lượng quy định. Nhưng mà trên 2 phút nếu mà có kết quả rõ ràng thì bên ban trọng tài có thể dừng và quyết định luôn. Vượt qua rồi, nó vượt qua cái đó rồi. Trận chung kết đấu trường 68 đã chính thức bắt đầu. Quá anh em ơi, căng thẳng quá. Mình thấy trên sào bốn chiến binh rất là đều lắm. Chim đều, thiệt đều luôn á. Và đã kết thúc. Thi trong nhà nha, thi trong nhà cho nên cái âm thanh nó dội vào á, hơi khó nghe chút xíu. Anh Song Anh một lần nữa xin chúc mừng. Vâng, quán quân xin chúc mừng một lần nữa, chúc mừng Song Anh.
là chào. Hôm qua là chúng ta đang có tình nghĩa đây. Tình nghĩa là bay từ Sài Gòn về để